Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề Town 12 Farm to Max. Và đây là tập 2 trong cái series này của mình các bạn ơi. Series ở tập 1 thì đấy chính là cái đập tường không phải nghĩ. Vậy thì series này nó như thế nào? Series này chúng ta tiếp tục đi farm ở những mức cúp là sấp xỉ 5.000 và sẽ ở rank huyền thoại. Mình sẽ cố gắng giữ ở cái mức rank này, để có thể vừa làm video về cái đi farm, vừa làm video về những mẫu bay cho anh em thoải mái về sử dụng, để áp dụng được cho những người chơi ở Town 12. Và các bạn cũng đừng quên là ở Town 11 thì mình cũng có những video về mẫu bay, bay cúp ở rank Titan cũng như là rank huyền thoại cho các bạn luôn nha. Và nếu các bạn thấy thích những series này của mình, hãy để lại cho mình một nút like, share, ấn vào đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình nha. Và mình sẽ có hỗ trợ các bạn mua vé vàng. Tuyệt vời. Anh em thấy đấy gì đấy chưa? Và như vậy là mình đã đạt được phần thưởng của vé vàng này. Có luôn công trình này. Đây là cái kho chứa ngân khố mùa giải này. Đấy, đã cải thiện. Lấy thêm sách công bên tướng này, lấy thêm cái này này. Như vậy là mình đang có hai quyển sách ở trong tình huống này. Đập thằng này hết bao nhiêu? Bây giờ mình đang dư ra một dân. Để xem có nhiệm vụ thử thách gì không. Hiện tại là chưa, mà cần 3 giờ nữa mới có. Đi farm thì sẽ làm được nhiệm vụ này. 100 điểm nữa. Sắp được đến cái spell rồi. Ok, mình sẽ đánh bên này trước nha. Để mình nghiên cứu, mình sẽ sửa lại ngôi làng của mình chứ. Mình đang làm gì nhỉ? Đây, thằng này, mình sẽ có sách này. Ok, giải quyết luôn. Và như vậy là mình đã xong Ice Golem. Xong Ice Golem thì mình đang có... Ui dồi ôi, dầu đen quá nhiều so với quy định các bạn. Cần phải tiêu bớt thôi. Như vậy là mình đã mắc ở một số công trình nhà chính tham 12 rồi. Bây giờ cao nhất ở đây là 180. 180 cho em Golem hay là em Wish đây. Chơi Golem đi. Chơi Golem luôn nha. 180.000. Vâng, nó vừa mới đủ lòi ra thì nó lại full rồi. Khiếp thật đấy. Bây giờ sẽ phải sử dụng để nâng một cái gì đó nữa. Mình nâng thằng kinh lên nào. Đi sau một trận nữa thì mình sẽ nâng thằng kinh nha các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi bem một trận nào. Let's go. Ui dồi ôi, gặp được quả này có vẻ hơi mềm mềm một chút xíu thôi, chứ nó vẫn là cứng đấy các bạn nha. Cơ bản là mình thấy nhà thằng này giàu quá. Và nó lại là 30 cúp nếu giành được 3 sao. Tại sao lại 8 thằng ở đây? What the hợi. Ok, đây rồi. 1, 2, 3, 4. Úp. Đại quản giáo xông lên bảo vệ cho đoàn quân. À, Queen sẽ đi bên này, King sẽ đi bên này đi. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng khí cầu chiến. Đây, sẽ sử dụng bình đóng băng làm chậm con Royal Champion lại. Và tình huống ở khu vực nhà chính là cực kỳ căng cò luôn. Nhưng không sao, chúng ta sẽ có đội quân cảnh vệ ở đây. Gồng em Queen cho một phát cho nó chắc cái đã. Tiếp theo nữa là khu vực ở trung tâm này. Chúng tôi vẫn có đội hình bảo vệ. Nhưng không, chúng tôi cần trợ, viện trợ. Viện trợ tới gấp, cứu chúng tôi nào. Cứu chúng tôi nào. Vâng, King đã đột nhập vào khu vực phía trong này. Ồ, nhà này rất giàu và chúng ta cần phải ăn hết những cái kho của nó thôi bạn ơi. Gồng thằng King nhưng mà có vẻ là không kịp khi mà cây Inferno 1 tiện đã đốt cháy rồi. Cháy đến deep rồi. Ồ, chạy, kiếm đường tẩu thoát thôi em ơi. Vâng, em Queen của chúng ta vẫn đang hoạt động cực kỳ tốt. Rất hay, rất nỗ lực và cố gắng. Vâng, đọc níu hết cả lưỡi. Vâng, còn 131.000 vàng. Khi mà em Archer đã tập trung bắn bên kia thì chúng ta sẽ huy động quân số chạy bên này. Vâng, cố lên nào, dồn quân lên. Ăn cái kho đấy cho tôi. Yeah, một chút nữa. Rồi, 25.000 nữa à. Định mệnh, cứ tưởng ăn được hết. Nhưng không sao, chúng ta vẫn đang có một trận thi đấu cực kỳ tốt ở trong tình huống này.
tuyệt vời. Rất là nỗ lực Town 12 băm luôn một thanh niên Town 13 và đánh tới 9x. Wow, 90% các bạn ạ. Vâng, đỏ hơn một tí xíu nữa thì chúng ta sẽ clear. Thực ra trận thi đấu này là mình đã xin quân bị lỗi. Ui trời ơi, vâng tuyệt vời. Một quả bom tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng. Vâng, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Vâng, chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Tức là chúng tôi đã giành được tới 735.000. Và anh em thấy không, với cái phần thưởng bonus là 100%, 340.000 thì chúng ta đã có một trận thi đấu hơn 1 triệu vàng, hơn 1 triệu tím vàng, 10.500 dầu đen. Quá phê trong một trận thi đấu. Nhưng mà hơi tiếc là trong khi đấy mình đã đầy mất kho dầu đen rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục xin lính. Và mình sẽ đập luôn thằng kinh này. 6 ngày 6 ngày và 7 giờ. Đấy, anh em thấy không? Bình thường thì nếu các bạn không sử dụng vé vàng thì các bạn phải nâng hết là 7 ngày. Nhưng khi các bạn đã áp dụng vào vé vàng rồi thì nó sẽ giảm đi rất nhiều. Lấy thôi. Cái này mình không cần dùng đến. Thì mình sẽ bán đi để lấy 50 gem. Quá lợi luôn các bạn. Tuyệt vời. Đấy, chỉ còn 20 điểm nữa là mình lại có thêm một cái sách về spell nữa. Ui giời, quá nhiều lợi ích cho một vé vàng. Nếu các bạn mua thì hãy liên hệ ngay Arcady Gaming thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. Ok, nghỉ ngơi chút xíu đi em ơi. Chuẩn bị tích đồ đạc băm thêm phát nữa. Nhưng mà phải chỉnh sửa lại ở đây. Đấy, không là lỗi đấy. Thằng này ok rồi. Trong lúc tìm kiếm mới gặp được một nhà bạn này khá hay anh em ạ. Quyết định tấn công khi mà cái mỏ chim họ đang nâng. Với cả là ở đây có cái lỗ này. Đây là nhà chính mới cấp 1 của Town 13 thôi. Không xoắn lắm. Nên là mình quyết định tấn công mặc dù mình không hề mang một chút tướng nào. Rồi, chờ đại quân áp sát tí xíu là mình đóng băng Inferno với cả là trụ bi giáp. Đấy, nói chung là Inferno 1 tia bây giờ nó nguy hiểm lắm các bạn ạ. Cái lúc ở khó khăn ở đây là trong tình huống mà có thổi gió với cả máy bắn đá ở đây này. Nên là phải bịt nó lại. Rồi. Đấy, họ đặt cái bẫy lốc xoáy ở đây khá là hiểm hóc bởi vì nghĩ kiểu gì cũng bị đánh. Nhưng mà không sao, khu vực này chúng ta có cuồng nộ ở đây. Mình vẫn chưa hề thả bình độc một chút nào vì em Queen nó nằm ngoài tầm ảnh hưởng so với đại quân. Đấy, như vậy là chúng ta đã giành được 2 sao khá là nhẹ nhàng trong tình huống này. Đấy, nếu bạn nào mà đang có rồng điện nha thì hãy cứ đánh đi. Mình nghĩ một combo rồng điện ở Town 11 leo rank huyền thoại là rất tốt rồi. Nếu chỉ cần chơi rồng điện, nếu bạn nào mà chưa xem rồng điện leo rank huyền thoại thì hãy xem lại trên kênh của mình, bởi vì mình đã có làm một series về leo rank huyền thoại bằng combo rồng điện rồi. Thì anh em hãy theo dõi lại trên kênh của mình thì để thấy được cái chặng đường bay cúp nó cũng không hẳn là khó đâu. Các bạn cố gắng đánh nhiều lên tay là lên được thôi. Đây, trận này đánh xong mới biết là Việt Nam. Ok, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn bạn đã mang về cho mình bao nhiêu cúp đây? Mười mấy cúp ấy, 25 là 17. Rồi, như vậy là xong pha này là mình được 4.999 cúp anh em ạ. Vẫn được đánh một lượt nữa, nhưng mà phải chờ đủ quân thì mình mới đi được. Đấy, bây giờ thì xin lời, để xem, mình phải rút tài khoản ra thôi. Rút tiền ra bởi vì chốc nữa này, hội chiến này của mình là phần thưởng rất nhiều các bạn thấy không? 1.800.000 1.800.000 với cả là 10.000. Mình đập nhà thanh niên số 5 này này. Nhà mình thì Town 12 thôi nhưng mà đập thanh niên Town 13 nên tiền thưởng nó có vẻ là khá ổn áp. Mình phải rút ra ngay bởi vì kiểu gì cũng có thể là bên mình sẽ thắng thôi. Rồi, chờ một chút xíu nữa thì mình sẽ băm nốt một trận nữa các bạn ạ. Và nếu bạn nào mà chưa mua vé vàng thì hãy nhanh tay liên hệ mình hỗ trợ để mình sẽ mua vé vàng cho các bạn nha. Mình qua bên này mình đánh chút nào. Ô, nhiều thế. Đóng triển khai thôi bạn ơi. Đóng nâng đấy. Ui giời, công trình à. Ô, có sách công trình à. Có sách công trình thì mình phải lấy ra chứ nhỉ. 10. Ô, đùa. Vâng, xong là một thằng mô tả nữa các bạn nhá. Vâng, tưởng thế nào chứ có sách công trình thì phải lấy ra mà tiêu chứ nè. Rồi ok, cố gắng đi farm được lên nữa rồi thì lại nâng tiếp. Ồ, 11 giờ nữa lại có nữa. Có lẽ là mình sẽ để thằng này để mình nâng cái nâng mấy cái mỏ lên là cái gì đây. Ok, nâng mấy cái mỏ lên nhé các bạn nhá. Nâng vào này đi. Đấy, bởi vì mình ít có thời gian mà đánh được thì cứ phải nâng mắc mỏ lên thì sẽ ngon thôi.
Rồi bên này sẽ đánh một trận nào, kiếm một trận về còn có tiền để mà băm tiếp chứ. Được rồi. Ây xa, khoai phết. Nói chung là chơi là phải chơi luôn cả hai làng các bạn ạ. Rảnh bên này là chơi bên kia. Đánh cho trận. Xúc vào. Và sắp tới có lẽ là mình sẽ tập trung như kiểu là luyện từng combo riêng ở từng tha hồn. Xem là như thế nào. Tấn công bạn ơi. Úi giời. Bắn nó chứ nhỉ. Tài không, tài không. Bằng trận này có sao cầm về không? Cố gắng cầm một sao đi bạn ơi. Mà phải thắng thì mới được cơ. Phải thắng thì mới có phần thưởng. 41 rồi, 41 rồi. Thôi thôi. Nghi mà không qua khỏi lắm. Úi giời, thằng Cannon không chết. Thằng Archer không chết thì toi rồi bạn ơi. Một hit nữa. Rồi. Úi, hy vọng có sao. Ngon. Thằng trong này thì đứt xích rồi. Chết cháy. Còn thằng này thì vừa mới kiếm được 55% thì cũng hoảng nốt. Thôi, như vậy là bạn đi về đi, đằng nào cũng chả ăn được nữa. Vâng, đánh với Iran VIP, vâng, Mohamed. Ok. Về bên này chờ một tí xíu nữa rồi ạ. Vâng, chốc nữa là sẽ có đồ chơi thôi. Ui rồi, nhà này khá là giàu các bạn ạ. Và có lẽ là mình sẽ phải xúc bạn ấy thôi. Trận này anh em lưu ý là chúng ta không hề có kinh đâu nhá. Kinh của chúng ta đã thương binh liệt sĩ và mình đã nâng nó ở trong trận đấu trước rồi. Let's go. Ok. Gồng lên, hợp lý quá bạn ơi. Quá hợp lý luôn. Mình sẽ đóng băng pha này này. Đóng băng được một cái ở đây nữa này. Rồi, hay lắm bạn ơi. Rồi, nhà chính nó lòi mồm ra sớm rồi. Nhà chính. Cứu, hồi sức cấp cứu. Bịt lại. Hi, chuẩn. Con rồng của tôi. Phải lấy hai nháy chứ. No. Bình tĩnh, chúng ta còn queen mà. Trận này bao nhiêu sao thôi. Trận này sẽ là bao nhiêu sao thôi. Mình sẽ vẫn cố gắng lấy được 2 sao. Thả cùng khắp nơi luôn. Rồi. Cứ bình tĩnh. Chỉ ngại quả đây có lính hội thành ấy, nên là thả cái bình độc trước xem nào. Ý giời. Ích bầu. Gồng queen lên. Trận này phải mang về 2 nháy. Ok. Vâng, tôi sợ bạn quá. Vâng, kiếm thêm được tí nào không? Có kiếm thêm được tí nào không bạn ơi? Chắc là không rồi. À, được, sập cái kho kia. Ủa, 2 kho vàng chưa động đến nơi à? Nhỏ thế, thôi đi về. Ok, bao nhiêu? 13 cúp là 5012 các bạn nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ xin lính thôi. Để quân tiếp. Và 17 phút nữa là mình sẽ bị đập. Thì mình sẽ làm video về mẫu bay sớm. Đây các bạn lưu ý này, khi mà mình đánh được hơn 5.000 cúp thì mình sẽ có lựa chọn. Một là ghi danh vào cái giải đấu huyền thoại. Hai là chờ hết mười bảy phút nữa thì mình sẽ bị đập. Bị đập thì nó tụt xuống dưới 5.000 thì lại được đánh bình thường các bạn nha. Không sao cả. Đấy, yên tâm. Mà mình thì mình không thích ghi danh, bởi vì đằng nào ghi danh mỗi ngày bị đánh 8 trận thì nó cũng thốn lắm. Nên thôi, đánh ở dưới này vừa làm video ngày farm một đôi trận cũng được. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tới của mình nha. Mình đi đây.